Vâng chào các bác em toàn thắng đại diện cho shop hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu với các bác đây Hôm nay là ngày video ngày mùng 1 tháng 5 các bác nhé Ngày 1 tháng 5 thì em lên sóng giới thiệu với các bác đây Nhà em về được ít máy lọc nước yông kiềm Dòng máy lọc nước yông kiềm của Nhật thì khá là được hot và được diện, được nhiều người ưa chuộng các bác nhé Về vấn đề về sức khỏe thì hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác nếu bác nào phù hợp với những cái mẫu hoặc chưa sắm cho gia đình nhà mình thì hãy đầu tư một chiếc máy lọc nước yêu kiềm nhật bản để giúp cho gia đình có những cái sức khỏe tốt hơn, có những cái nguồn nước chất lượng hơn. À, đây em quay cho các bác đây với tài chính 10 dưới 10 triệu thì chúng ta sở hữu được những chim t8 đẹp xuất sắc đây các bác nhé. À, chim t 8 ngàn, thì hôm nay em sẽ em bán được ba con chim t 8 ngàn. thì đây là em dán hướng dẫn để gửi đi cho các bác à, dòng chim t 8 ngàn này 5 tấm điện cực nỗi nọc 14.000 lít cho chúng ta ra à, giải pH từ 2.5 đến 10.5 các bác nhé à, nó phân bổ 3 vùng à, nó phân bổ làm 3 vùng đây em quay cho các bác à, chi tiết đây à, phần à, axit này phần trung tính và phần nước kiềm phần uh, trung tính và phần nước kiềm dòng uh, chim T9000 dòng 8.000 và đây là một chiếc chim T9000 chim T9000 thì uh, một con chiếc đẹp xuất sắc này nhà em đang bán uh, với cái giá là 14 triệu sẽ kèm quả lọc mới các bác nhé kèm nỗi lọc mới công nắp đặt và toàn bộ phụ kiện à uh, À, vòi, nguồn và à, tiền lọc Nếu à, bác nào mà có những cái sản phẩm à, đó rồi thì bọn em sẽ trừ đi. Thì đa số tất cả các sản phẩm thì em đều kèm cùng nỗi lọc và cho các bác thêm một chiếc nỗi lọc mới. À, nhà em mang tiêu chí phục vụ chăm sóc khách hàng với tiêu chí bền nhất, tốt nhất và mang đến những khách hàng của những cái sản phẩm à, những sản phẩm chất lượng nhất để các bác còn à, mua và ủng hộ giới thiệu người thân các bác nhé chim tê 9.000 thì vừa rồi vừa qua thì em đã hết và bây giờ em cũng đã thửa được những chiếc chim tê 9.000 đẹp nhất cho các các bác các bác cứ yên tâm về mua sản phẩm bên em bên em đến lắp đặt tận nhà và hướng dẫn sử dụng và ưng ý các bác mới phải gửi tiền các bác yên tâm về chất lượng khi bọn em mang đi đây các bác nhìn những chiếc máy nhà em đây không có điểm trừ các bác nhé không có điểm trừ và cũng chưa bác nào chê được các bác nhé Đấy về được à mười mấy 20 con đây. Các bác ưng những sản phẩm thì em sẽ lựa mang đến tận nơi cho các bác. Đây là dòng Sanwa 7, Sanwa 7 thì có 7 tấm điện cực, nói nọc 14.000 nit cho chúng ta giải pH từ 2.5 đến 10.5. Sanwa 7 này thì nó màn hình nét các bác, nó rất là đẹp. À, hiển thị rất là đẹp và những dòng uh, Chevy 307 nếu bác nào mà qua trực tiếp được thì chọn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho nhà mình đây dòng chim hyper các bác nhé chim hyper dòng Chevy 6000 à, tăng cường Hero cộng à, chỉ số ORB của những chiếc máy lọc nước ion kiềm này có chỉ số âm rất là tốt chống não hóa cơ thể con người À, làm cho chúng ta có những cái cơ thể rất là khỏe mạnh các bạn máy lọc nước yêu kiềm đóng góp vào thị yếu của người Nhật rất là lớn người dân Việt Nam chúng ta giờ thì 8 đến 90 phần trăm có hiện tượng trào ngược dạ dày dư thừa axit và xương khớp là do tính thiếu kiềm thiếu canxi và thiếu những cái chất cần thiết trong nước ngoài các sản phẩm hàng đấu giá hàng lướt nhà em cũng có những cái sản phẩm hàng đập hộp về level lắc SD501 và level lắc K8, level lắc bản Nhật, bản Mỹ và Platinum. Ngoài ra thì có chim Hyper, chim Yong hàng mới đập hộp các bác nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào đây nhà em quả đây, quả lọc nước rồi thiết bị về nấy lọc nước rất là nhiều các bác cứ bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like nút kênh đăng ký màu đỏ sở hữu nhà em thì đợt này không lên được thường xuyên thì đây các bác đây đây điều hòa đánh tan tác các bác nhé các bác nhìn này à, mỗi ngày thì em cũng bán được khá nhiều những chiếc điều hòa nên làm ra cũng khá là bận À bác nào à, mua những sản phẩm à, đồ gia dụng Nhật Bản thì cứ inbox qua số Zalo cho em 09143030368. Em sẽ gửi chi tiết các sản phẩm và mang đến tận nơi à, để lắp đặt cho các bác khách hàng và nếu các bác là chưa lắp đặt được thì em sẽ hướng dẫn các bác một cách chi tiết cụ thể nhất ạ.